Con này thì 4 cân. Ăn chín được rồi. Rau lên là ăn cũng mát. Đấy, chỉ dùng cái cánh xuống thôi. Lâu nó lột cái da đấy. Nó đã già rồi. Con này lọc ra để nướng hai con này đi. Nướng hai con nữa thôi. Mới là con gà kia là lọc ra để. Thế con nào thắp hương? À con nào làm lấy cúng cơm. Lọc ra để cho bay ra thì thắp hương chứ có làm gì nữa. Còn cứ lọc một con nguyên lên cho. Hoặc là chặt một nửa ra để luộc một nửa đấy để chặt miếng để cắm đĩa thắp hương. Còn lại thì để xé. Lọc ra. Lọc lấy hết thịt ra để hai nhỏ ra nhé. Lấy con gà sống xin. Cứ phải nấu sắp xếp lên trong cho một đĩa thì mới cũng gì. Mỗi năm làm một năm để làm thì cái mâm cơm mình ăn cúng các cụ xong rồi ăn thì có khi cứ phải người ta luộc được. Mình cứ làm thành mâm thành đĩa rồi khắp nơi.